21 phẩm tu học. Lại nữa khái nghỉ, nếu khi Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngày đêm siêng năng thường không lìa bỏ, thì lúc ấy quyến thuộc của ma như bị tên găm vào tim, run sợ lo buồn hoảng hốt, ngồi đứng chẳng yên. Lại nữa khái nghỉ, nếu khi Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngày đêm tinh chuyên sẽ đạt đến Niết Bàn, thì lúc ấy quyến thuộc của ma đi đến chỗ của Bồ Tát, biến làm các sự việc đáng sợ, muốn làm cho thân tâm Bồ Tát khủng khiếp kinh sợ, đủ để thối lui dần tâm Đại Bồ Đà. Lại nữa khánh nhỉ, chẳng phải các Bồ Tát tu học Bát Nhã và Lạc Mật Đa đều bị ác ma làm rối loạn hết cả. Nếu các Bồ Tát nào đời trước nghe Bát Nhã và Lạc Mật Đa sâu xa này không có lòng tin hiểu, vì bám chề bài, thì các Bồ Tát ấy khi tu học Bát Nhã và Lạc Mật Đa liệt bị ác ma làm rối loạn. Lại nữa khánh nhỉ, nếu các Bồ Tát sẽ